Một năm đã trôi qua kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố sự lây lan của virus corona mới là một đại dịch toàn cầu. Khi tuyên bố về đại dịch ngày 11 tháng 3, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đã có hơn 118.000 trường hợp mắc ở 114 quốc gia và 4.291 người đã chết. Sau đúng một năm, thế giới đã có hơn 116,3 triệu ca nhiễm và 2.709.195 người đã chết, theo một thống kê của Reuters. Các ca lây nhiễm đã được ghi nhận ở hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ kể từ khi những trường hợp đầu tiên được xác định ở Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019. Mỹ là nước đứng đầu thế giới về số ca mắc và tử vong, với hơn 523.000 người tử vong trong hơn 29 triệu ca mắc. Tiếp đến là Brazil, với gần 261.000 trường hợp tử vong trong hơn 10 triệu ca mắc. Tại châu Âu, Vương quốc Anh dẫn đầu về số ca tử vong, với 124.419 ca. Tiếp theo là Italia với 99.578 người. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ xác định chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bị nghi là trung tâm của đợt bùng phát dịch bệnh. Cùng ngày, khu chợ này đã phải đóng cửa. Thứ hai, ngày 6 tháng 1, các cơ quan y tế Vũ Hán đã loại trừ bệnh cúm, cúm gia cầm, virus adeno và virus corona SARS và MERS là tác nhân gây bệnh đường hô hấp đã lây nhiễm cho 59 người tính đến ngày 5 tháng 1. Ngày 9 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo đợt bùng phát dịch bệnh này do một loại virus corona mới cùng họ với SARS và MERS. Ngày 11 tháng 1 năm 2020, truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV thông báo nạn nhân chính thức đầu tiên của đợt bùng phát, một người đàn ông 61 tuổi bị nhiễm loại virus bí ẩn, đã chết ở Vũ Hán vào ngày 11 tháng 12 năm 2019. Hôm nay, Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình của Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã thông báo cập nhật mới nhất về bệnh viêm phổi do loại virus chưa xác định gây ra. Việc kiểm tra mầm bệnh đã được hoàn tất và các chẩn đoán cho thấy có 41 trường hợp bị viêm phổi do một loại virus corona mới đã được xác định sơ bộ. Trong đó có 2 người đã xuất viện, 7 người trong tình trạng nặng, 1 người đã tử vong. Các bệnh nhân khác đang trong tình trạng ổn định. Trung Quốc tuyên bố cách ly toàn bộ Vũ Hán từ 0 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2020, ngừng mọi hoạt động giao thông ra vào thành phố, chụp ảnh nhiệt tại các đầu mối giao thông, kiểm tra thân nhiệt tại các bệnh viện, huy động công nhân vệ sinh làm sạch và khử trùng đường phố để phòng ngừa bệnh lây lan. Tại Seattle, Mỹ, các nhà nghiên cứu của Trường Đại học E. Washington bắt đầu phát triển một xét nghiệm chẩn đoán mà họ hy vọng sẽ có thể phát hiện ra virus ở những người có khả năng mang mầm bệnh trong trường hợp virus tiếp tục lây lan. Trường đại học sau đó đã công bố hình ảnh do máy tính tạo ra cho thấy hình dạng của virus corona chủng mới. Đến tháng 2 năm 2020, châu Âu ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do virus này. Đến tháng 3, COVID-19 đã tràn ngập các bệnh viện và các khu dân cư, khiến Italia rơi vào khủng hoảng y tế. Ngày 11 tháng 3 năm 2020, từ trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố loại virus corona mới là một đại dịch. Chúng tôi vô cùng lo ngại cả về mức độ lây lan, mức độ nghiêm trọng và mức độ không hành động đáng báo động. Do đó, chúng tôi đưa ra nhận định rằng COVID-19 có thể được coi là một đại dịch. Các điểm xét nghiệm virus dành cho người ngồi trên xe ô tô tự lái bắt đầu được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới để cho những người nghi nhiễm virus đến lấy mẫu xét nghiệm. Một loại steroid giá rẻ và được sử dụng rộng rãi có tên là dexamethasone đã trở thành loại thuốc đầu tiên được chứng minh là có thể cứu sống bệnh nhân COVID-19. Các nhà khoa học gọi đây là bước đột phá lớn trong đại dịch. Kết quả thử nghiệm được công bố vào ngày 16 tháng 6 cho thấy dexamethasone được sử dụng để giảm viêm trong các bệnh khác như viêm khớp đã giảm khoảng 1/3 tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân bị COVID-19 nặng nhất nhập viện. Tổ chức Y tế Thế giới ngày 7 tháng 7 đã thừa nhận bằng chứng mới nổi về sự lây lan trong không khí của virus gây bệnh.
sau khi một nhóm các nhà khoa học kêu gọi cơ quan toàn cầu này cập nhật hướng dẫn về cách thức lây truyền của COVID-19 giữa người với người. Chúng tôi thừa nhận rằng có bằng chứng mới nổi trong lĩnh vực này, cũng như trong tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến virus COVID-19 và đại dịch. Và do đó, chúng tôi tin rằng chúng tôi phải cởi mở với bằng chứng này và hiểu những tác động của nó liên quan đến các phương thức lây truyền, cũng như các biện pháp phòng ngừa cần được thực hiện. Ngày 14 tháng 7 năm 2020, vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng của hãng Moderna đã được chứng minh là có phản ứng miễn dịch tích cực. Đến ngày 27 tháng 7, các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vaccine COVID-19 bắt đầu được tiến hành tại Mỹ. Ngày 26 tháng 8, Moderna nói rằng một phân tích dữ liệu giai đoạn đầu của vaccine COVID-19 thử nghiệm của họ cho thấy nó gây ra các phản ứng miễn dịch ở người lớn tuổi tương tự như ở người trẻ tuổi tham gia thử nghiệm. Nga phê duyệt vaccine COVID-19 đầu tiên vào ngày 11 tháng 8. Ngày 27 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vaccine này của Nga cung cấp khả năng miễn dịch ổn định đối với virus, đồng thời cho biết thêm rằng con gái ông đã phát triển kháng thể sau khi tiêm vaccine. Theo Bộ Y tế Nga, nước này bắt đầu sản xuất vaccine mới ngừa COVID-19 có tên Sputnik V tại Viện Gamaleya ở thủ đô Moscow từ ngày 15 tháng 8. Các nhà phát triển ngày 24 tháng 11 cho biết Sputnik V sẽ có giá chưa đến $20 cho mỗi người tiêm. Ngày 23 tháng 8, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho biết đã cho phép sử dụng huyết tương từ những bệnh nhân đã khỏi bệnh COVID-19 như một phương pháp điều trị. Những người sống sót khỏi COVID-19 thường sau đó trong máu sẽ có chứa kháng thể hoặc protein do hệ thống miễn dịch của cơ thể tạo ra để chống lại virus. Thành phần máu mang các kháng thể có thể được thu thập và dùng cho bệnh nhân mới nhiễm. Hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ ngày 9 tháng 11 cho biết vaccine thử nghiệm của họ có hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn ngừa COVID-19 dựa trên dữ liệu ban đầu từ một nghiên cứu lớn, hứa hẹn một chiến thắng lớn trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Pfizer và đối tác BioNTech của Đức là những nhà sản xuất thuốc đầu tiên công bố dữ liệu thành công từ một thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn đối với vaccine ngừa COVID-19. Đến ngày 18 tháng 11, Pfizer và BioNTech cho biết kết quả cuối cùng từ quá trình thử nghiệm giai đoạn cuối của vaccine ngừa COVID-19 cho thấy nó có hiệu quả 95%. Nhà sản xuất này cũng cho biết hiệu quả của vaccine là nhất quán đối với độ tuổi và chủng tộc khác nhau và không có tác dụng phụ đáng kể. Một dấu hiệu cho thấy việc tiêm chủng có thể được tiến hành rộng rãi trên toàn thế giới. Hiệu quả ở người trên 65 tuổi, những người có nguy cơ đặc biệt với COVID-19 là hơn 94%. Trong cuộc chạy đua về vaccine, Nga cũng đang gấp rút bắt kịp với các nhà sản xuất dược phương Tây. Ngày 11 tháng 11, theo kết quả thử nghiệm tạm thời, vaccine Sputnik V của Nga được tuyên bố hiệu quả tới 92% trong việc bảo vệ con người khỏi COVID-19. Ngày 16 tháng 11, hãng dược phẩm Moderna cho biết vaccine thử nghiệm của họ có hiệu quả 94,5% trong việc ngăn ngừa COVID-19 dựa trên dữ liệu tạm thời từ một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối, trở thành công ty Mỹ thứ hai trong một tuần báo cáo kết quả vượt xa mong đợi. Cùng với vaccine của Pfizer cũng được chứng minh là có hiệu quả hơn 90% và đang chờ thêm dữ liệu an toàn và xem xét theo quy định. Mỹ có thể có hai loại vaccine được phép sử dụng khẩn cấp vào tháng 12 với khoảng 60 triệu liều vaccine có thể cung cấp tính đến cuối năm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian ngày 18 tháng 11 cho biết vaccine COVID-19 thử nghiệm của Sinovac Biotech có tên là CoronaVac an toàn và hiệu quả sau khi các báo cáo liên quan của tạp chí Lancet cho thấy nó tạo ra phản ứng miễn dịch nhanh chóng. Kết quả thử nghiệm sơ bộ cho thấy CoronaVac của Sinovac đã kích hoạt phản ứng miễn dịch nhanh chóng, nhưng mức độ kháng thể được tạo ra thấp hơn so với ở những người đã khỏi bệnh. The Lancet là một tạp chí khoa học nổi tiếng thế giới. Các báo cáo quan trọng do các công ty Trung Quốc có liên quan công bố đã chứng minh đầy đủ tính an toàn và hiệu quả của vaccine này của Trung Quốc. Ngày 20 tháng 11, một quan chức cấp cao của WHO cho biết một tin tốt và cũng mang lại hy vọng cho các loại vaccine. Một nghiên cứu của Anh đã phát hiện ra rằng những người đã nhiễm COVID-19 không có khả năng mắc lại bệnh này trong ít nhất 6 tháng.
Đây là một tin quan trọng có tiềm năng. Nó kéo dài khoảng thời gian mà chúng ta biết rằng có khả năng được bảo vệ. Và hy vọng khoảng thời gian đó sẽ ngày càng kéo dài. Nhưng chúng ta cũng biết rằng có thể có giới hạn. Nó cũng đem đến cho chúng ta hy vọng về vaccine, rằng nếu chúng ta bắt đầu thấy các phản ứng miễn dịch tương tự với vaccine, chúng ta có thể hy vọng có thời gian được bảo vệ dài hơn. Ngày 23 tháng 11, Đại học Oxford của Anh và công ty dược phẩm AstraZeneca cho biết vaccine của họ có hiệu quả khoảng 90% và không có tác dụng phụ nào nghiêm trọng, đem đến cho thế giới thêm một công cụ quan trọng để chặn đứng đại dịch COVID-19. Ngày 24 tháng 8, các nhà nghiên cứu ở Hồng Kông, Trung Quốc thông báo về ca tái dương tính với COVID-19 đầu tiên được ghi nhận. Đó là một người đàn ông Hồng Kông đã khỏi bệnh COVID-19 và tái nhiễm bệnh 4 tháng rưỡi sau đó, trở thành trường hợp tái nhiễm COVID-19 đầu tiên được ghi nhận ở người. Trường hợp mà chúng tôi báo cáo là ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên được ghi nhận từ phòng thí nghiệm. Bệnh nhân là nam giới, 33 tuổi, được chẩn đoán mắc COVID-19 lần đầu tiên vào tháng 3 tại Hồng Kông. Rồi đến tháng 8, tức 4 tháng rưỡi sau đó, người này trở lại Hồng Kông từ Tây Ban Nha, qua Anh và được chẩn đoán tái nhiễm COVID-19. Cũng bắt đầu từ mùa thu, các biến thể của virus gây bệnh COVID-19 bắt đầu xuất hiện. Vương quốc Anh cho biết nước này đã xác định được một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có những thay đổi đối với protein đột biến quan trọng mà virus SARS-CoV-2 sử dụng để lây bệnh cho các tế bào trong cơ thể người. Biến thể mới mà các nhà khoa học Anh đặt tên là VUI-20201201 có một đột biến trong vùng gen của virus mã hóa protein đột biến. Về lý thuyết, có thể dẫn đến việc COVID-19 lây lan dễ dàng hơn giữa người với người. Ngày 19 tháng 12, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã áp đặt một lệnh phong tỏa có hiệu lực với hơn 16 triệu người ở Anh và đảo ngược kế hoạch nới lỏng hạn chế trong dịp Giáng sinh, cho rằng chủng virus mới có khả năng lây truyền cao hơn tới 70% so với chủng ban đầu. Đến ngày 23 tháng 12, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết Anh đã phát hiện một biến thể khác của virus liên quan đến những trường hợp đến từ Nam Phi. Trong khi nước này vốn đang chiến đấu để khống chế một chủng virus đột biến có khả năng lây lan rất nhanh. Thế giới đóng cửa biên giới với Anh khi chủng virus mới gây ra sự hoảng sợ. Ngày 27 tháng 12, các trường hợp mắc biến thể có nguồn gốc từ Anh được phát hiện ở Úc, đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc và ở châu Âu, gần đây là ở Thụy Điển, Pháp, Na Uy và đảo Madeira của Bồ Đào Nha. Cho đến nay, các nhà khoa học cho biết không có bằng chứng nào cho thấy các loại vaccine đã được phát triển sẽ kém hiệu quả hơn đối với các biến thể mới. Ngày 8 tháng 12 năm 2020, Anh trở thành quốc gia đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Một bước đi được ca ngợi là bước ngoặt quyết định trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Các nhân viên y tế đã vỗ tay vui mừng khi một cụ bà 90 tuổi người Anh trở thành người đầu tiên trên thế giới được chính thức tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đó là cụ bà Margaret Keenan, được tiêm vaccine chỉ một tuần trước khi bước sang tuổi 91 tại một bệnh viện địa phương ở Coventry, miền trung nước Anh. Ngày 14 tháng 12, Mỹ cũng bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng cho người dân, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực của Mỹ nhằm kiểm soát loại virus chết người này. Nhân viên y tế Sandra Lindsay, một y tá thuộc đơn vị điều trị tích cực, là người đầu tiên được tiêm vaccine tại Trung tâm Y tế Người Do Thái Long Island ở Queens, bang New York, một tâm chấn trong đợt bùng phát dịch bệnh ban đầu tại Mỹ. Sự kiện có sự chứng kiến của Thống đốc New York Andrew Cuomo và được phát livestream. Sau Anh, Mỹ, các quốc gia khác cũng bắt đầu lần lượt triển khai chiến dịch tiêm chủng hàng loạt. Trong đó, Israel là quốc gia hiện dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, với hơn 1/2 dân số được tiêm ít nhất một mũi vaccine và gần 40% trong số này đã tiêm xong hai mũi. Đầu tháng 3, Israel công bố những thông tin đầu tiên liên quan hiệu quả vaccine. Theo đó, 78% trong tổng số 935 bệnh nhân COVID-19 tử vong tại nước này trong tháng 2 nằm trong nhóm chưa được tiêm phòng vaccine. Với những thông tin tích cực từ việc tiêm vaccine, Israel đã mở cửa trở lại nền kinh tế, áp dụng hộ chiếu xanh cho những người đã được tiêm phòng hoặc miễn dịch sau khi mắc COVID-19, chuẩn bị cho phép công dân nước ngoài nhập cảnh, từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường sau dịch bệnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực của cuộc chạy đua sản xuất và tiêm chủng vaccine, đang diễn ra thực trạng phân phối vaccine không đồng đều và không công bằng trên thế giới. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, tới đầu tháng 3, trong khi có 10 quốc gia sở hữu tới 75% tổng số vaccine toàn cầu, thì có tới 130 quốc gia khác chưa nhận được bất kỳ một liều vaccine nào. Để cho việc tiêm chủng diễn ra công bằng với mọi quốc gia, bất kể tình trạng kinh tế và tiềm lực tài chính, COVAX, cơ chế vaccine toàn cầu do WHO đứng đầu và các đối tác đã phân phối hơn 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 tới 20 quốc gia và sẽ tiếp tục phân phối 14,4 triệu liều tới 31 quốc gia vào giữa tháng 3 này. Dù lượng vaccine được phân phối thông qua cơ chế COVAX vẫn còn khá khiêm tốn, hiện mới chỉ bao phủ 2% đến 3% dân số ở các nước nhận được vaccine thông qua cơ chế này. Song nỗ lực này cũng đang giúp mang vaccine đến cho nhiều người dân đang chịu ảnh hưởng của COVID-19. WHO cũng cho biết đang nỗ lực để kết nối các công ty sản xuất vaccine với nhau để cân đối lượng cung cầu và giúp tăng công suất bào chế vaccine. Mục tiêu của sáng kiến COVAX là bảo đảm rằng không nền kinh tế tham gia nào bị bỏ lại phía sau trong việc tiếp cận vaccine COVID-19 và cung cấp được 2 tỷ liều vaccine vào cuối năm nay. Tới thời điểm này, một năm sau khi WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch, nhiều nước vẫn đang phải phong tỏa nhiều khu vực để ngăn dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, đã có những tín hiệu mới mở ra ánh sáng ở cuối đường hầm, với việc ngày càng có nhiều quốc gia xử lý tốt dịch bệnh và tăng trưởng trở lại. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2021, nếu tình hình diễn biến bất lợi, dịch bệnh tiếp tục gia tăng và việc triển khai vaccine bị trì hoãn, mức tăng trưởng toàn cầu có thể giảm xuống 1,6%. Ngược lại, đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể đạt gần 5% trong năm 2021 nếu thế giới kiểm soát đại dịch hiệu quả.